Alo, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là chuẩn bị tâm lý cho người khởi nghiệp. Đó, tâm lý để chúng ta làm chủ một cái doanh nghiệp. Muốn ra làm chủ doanh nghiệp á, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý. Đó, chuẩn bị cái yếu tố mà sẵn sàng ra khởi nghiệp nó rất là quan trọng. Thì mình nói đi nói lại, bây giờ mình nhắc lại một lần nữa này, chúng ta chỉ có ba cái con đường thôi. Mấy con đường bạn? Ba con đường. Thứ nhất là chúng ta đi làm công. Thì các bạn ơi, nếu mà bạn chọn con đường làm công thì bạn phải chuẩn bị tâm lý cho mình con đường làm công. Các bạn phải chuẩn bị học hành rất là nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Bạn muốn đi làm nghề kế toán đi, bạn phải học rất là nhiều, rồi bạn chuẩn bị tâm lý đi phỏng vấn, đi xin việc, rồi chuẩn bị tâm lý để mà mình đi làm cái công ty đó ngày đầu, rồi chuẩn bị những cái tâm lý để mà chúng ta phải làm sao phục vụ tốt cái công ty đó. Các bạn giờ chọn con đường làm công thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, cái tinh thần sẵn sàng cho cái việc làm công. Cái con đường thứ hai đó là con đường chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp, chúng ta ra kinh doanh. Ra kinh doanh là gì ạ? Là chúng ta từng bước xây dựng công ty của mình và làm cho công ty chúng ta nó càng ngày càng lớn mạnh ra. Và cái con đường thứ ba là có những người họ ra họ cũng làm, nhưng mà họ làm cá nhân thôi. Ví dụ bạn cũng ra kinh doanh mà bạn làm có một mình bạn, và có những người họ thích vậy, nhưng họ mở tiệm tạp hóa hoặc họ làm một cái xe hủ tiếu gõ, họ làm một xe bánh mì, họ làm nhỏ nhỏ thôi, họ không thích làm lớn. Hoặc là họ đi đầu tư bất động sản cũng một mình họ thôi, hoặc là hai ba người chung với nhau. Hoặc là bạn có thể là lên bạn chơi chứng khoán rồi một mình đó, rồi nhờ mấy người tư vấn chơi qua chơi lại. Các bạn chúng ta, cái đó là cái con đường cá nhân, làm việc phát triển cá nhân. Thì chúng ta chỉ có ba cái con đường để chúng ta đi. Thì các bạn đã chọn cái con đường nào thì các bạn phải dứt khoát cái con đường đó. Đừng có mà lòng vòng đứng giữa bản ngã ba đường, rồi các bạn sẽ không có đi làm được. Còn mình nói thì mình chia sẻ cho các bạn cái con đường làm kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp, hoặc là những ngày đầu ra thì gọi cái từ khởi nghiệp. Thì khi chúng ta ra khởi nghiệp đó, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cái tâm lý, một cái suy nghĩ chín chắn về lĩnh vực đó, một cái kiến thức rất chín chắn về lĩnh vực đó, để mà các bạn mới sẵn sàng ra kinh doanh. Và đã chọn đi thôi, đi là phải đi dứt khoát. Và mình lại nói các bạn tiếp nữa, khi các bạn chọn cái đường kinh doanh đó là bạn chọn một cái công việc rất là tuyệt vời trên thế giới này. Mình nói cái công việc này nó rất là kỳ diệu và nó rất là tuyệt vời. Mình phải nói là cái công việc này, tại vì nó phải bắt cho bạn, nó thử thách cho bạn, nó bắt bạn học cả đời. Nó không có làm cho bạn nhàm chán. Ra kinh doanh là nó bắt bạn học cả cái đời. Hai là chọn con đường này là bạn phải liên tục phát triển cái năng lực kinh doanh của mình, năng lực lãnh đạo của mình và cái năng lực kiếm tiền. Khi mà bạn làm tốt một cái là bạn có tài chính nhiều, và khi mà bạn có tài chính nhiều thì bạn có cơ hội để trải nghiệm thế giới này. Bạn có nhiều hơn cơ hội để trải nghiệm thế giới này, bạn có thể đi nhiều nơi hơn, bạn sống cuộc sống tuyệt vời hơn. Bạn có cuộc sống có thể vui vẻ hơn, an nhiên hơn, hạnh phúc hơn. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và chúng ta có thể là thoải mái thực hiện những cái gì chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể là đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Bản thân mình rất thích đi du lịch trên thế giới, thì nhờ làm cái lĩnh vực kinh doanh mình mới có được tài chính và mình đi những cái công việc khắp nơi trên thế giới. Hoặc là các bạn có sẵn sàng sở hữu những cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình thì rất là đam mê sách, ok chưa? Và mình có rất là nhiều quyển sách, mình mua sách ra nhà sách là mình mua sách. Tài chính thoải mái mà, mình mua rất là thoải mái. Hoặc là mình đam mê bất động sản, ok, mình có tiền do làm kinh doanh tốt nên mình có tài chính, mình có tiền, bắt đầu mình mua những cái quyển sổ đỏ. Và mỗi lần mình thấy những cái quyển sổ đỏ đó mà mình sở hữu được thì mình rất là thích. Ok, hiện tại thì mình cũng sở hữu được một mới sổ đỏ mà mình cảm giác mình rất là thích. Tức là làm kinh doanh nó giúp cho bạn có tài chính để làm được rất là nhiều thứ ở trên thế giới này. Và chọn làm công việc kinh doanh là một cái công việc nó rất là ý nghĩa. Nghĩa là bạn quyết định chọn đường kinh doanh là bạn chọn con đường gì? Con đường phục vụ. Phục vụ cả đời này. Bạn phục vụ ai? Thứ nhất là bạn phải phục vụ khách hàng. Bạn muốn thành công trong kinh doanh
thì bạn phải có cái khả năng phục vụ khách hàng tuyệt vời. Những người thành công trong kinh doanh là những người có khả năng phục vụ khách hàng tuyệt vời. Bạn bạn nên nhớ nó như vậy. Tức là họ luôn phục vụ khách hàng trên ngưỡng khách hàng mong đợi. À, họ phục vụ khách hàng trước rồi họ mới thành công, chứ không phải họ thành công trước rồi họ mới biết khả năng phục vụ khách hàng. Bạn muốn kinh doanh thành công, bạn phải giỏi cái khả năng phục vụ khách hàng trước. Bạn phục vụ ai nữa? Bạn phục vụ nhân viên mình. Bạn tạo công việc làm cho nhân viên, bạn giúp cho nhân viên nó phát triển. Bạn lên kế hoạch, bạn huấn luyện đào tạo nhân viên, bạn phục vụ nhân viên mình. Các bạn dùng ra điều này chưa? Bạn phục vụ ai nữa? Bạn phục vụ đối tác của mình. Những người mà cung cấp sản phẩm hàng hóa, những nguyên vật liệu đầu vào cho bạn. Bạn phục vụ ai à? Bạn thậm chí bạn phục vụ cái cả ngân hàng. Ok, ngân hàng cho bạn vay, nhưng mà nhiều lúc bạn cũng đưa vốn cho ngân hàng. Ok chưa? Và chính vì có bạn mà ngân hàng họ mới giàu có được. Các bạn hiểu ra, bạn phục vụ những cái đối tác cho thuê tòa nhà. Ok chưa? Có bạn thì họ mới có người để cho thuê, rồi họ mới làm ăn kinh doanh khá được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Bạn phục vụ ai à? Bạn phục vụ cả cơ quan chính quyền. Ok chưa? Mới có bạn thì người làm thuế, người công an giao thông rồi đó, họ mới làm việc được. Họ làm việc phục vụ bạn, nhưng mà bạn cũng phải phục vụ họ. Thuế rồi mới có công việc để mà thu, bạn phục vụ đất nước. Ok chưa? Thuế má bạn đóng để bạn phục vụ đất nước này. Các bạn, nhưng mà bạn phục vụ xã hội, bạn phục vụ cộng đồng, những cái điều đó có ích. Và đó là chúng ta, đó là lý do vì sao chúng ta chọn kinh doanh. Bởi vì cái ngành nghề này là cái ngành nghề mà nó đòi hỏi bạn phải phát triển con người, bạn phải có khả năng phục vụ tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy nó ý nghĩa mà, nó là chính vì yếu tố đó, chúng ta nếu mà chọn con đường kinh doanh thì chúng ta phải quyết tâm để chúng ta làm cho bằng được. Và để làm được đó thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình những cái nền tảng. Mình cái nền tảng được đó, như là nó như là một cái móng nhà, cái móng của cái ngôi nhà. Bạn muốn xây cái ngôi nhà bự thì cái móng bạn nó phải vững chắc. Bạn muốn xây nhà bé thì móng bé, bạn muốn xây nhà bự thì cái móng nó bự. Ok, cái móng đó là những cái nền tảng, đó là yếu tố tâm lý, đó là kỹ năng, đó là tư duy. Mình hay nói vui là cái tư duy nhắm đinh và tư duy nhắm búa. Ok, bạn phải xây dựng cái nền tảng để bạn trở thành một cái cây búa. Búa nhỏ, rồi búa trung bình, rồi búa bự. Các bạn nhận ra điều này, cho nhóm búa là mình hay nói là cái nhóm làm chủ đó. Vậy thì cái nền tảng đó nó gồm có gì? Thứ nhất á, là bạn phải có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ mà bạn muốn làm. Bạn phải có kiến thức sâu và em hiểu về nó. Bạn càng có kiến thức sâu về nó, bạn càng em hiểu về nó thì bạn lại càng kinh doanh tốt. Các bạn nhận ra này, em hiểu về thị trường, em hiểu về đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải có cái nền tảng đó. Bạn phải biết bán hàng. Ok chưa? Thì suốt đời là bạn phải có khách hàng, bạn phải biết bán hàng. Bạn phải biết xây dựng cái quy trình bán hàng, bạn phải biết xây dựng đội ngũ bán hàng, và bạn làm cho cái việc bán hàng của bạn càng ngày nó càng phát triển. Bạn phải biết làm marketing, nghĩa là bạn làm cho nhiều người càng ngày càng biết đến doanh nghiệp của bạn. Các bạn chúng ta nè, bạn làm cho nhiều người họ chưa biết bạn phải biết về bạn. Bạn phải biết xây dựng những thương hiệu, tạo ra một cái niềm tin. Ok, thương hiệu là gì? Ok, là thương cái tên đó, là thương cái hiệu đó. Ok, giờ là bạn phải xây dựng cái niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng. Bạn phải giỏi về kỹ năng đàm phán. Làm kinh doanh thì chúng ta phải đàm phán, chúng ta phải giỏi thương lượng, chúng ta phải giỏi xử lý những cái bế tắc và vượt qua những cái từ chối. Các bạn hiểu ra điều này, chúng ta phải tạo ra những cái nút thắt. Bạn phải chuẩn bị cái kiến thức về hiểu về con người, hiểu về tâm lý con người, đọc vị được con người. Ok chưa? Mỗi con người thì họ có những cái yếu tố tâm lý rất là khác nhau. Ví dụ những cái con người mà họ làm ra ít tiền thì mục tiêu của họ là ăn no thôi. Các bạn nói vậy thì các bạn có bán giá cao họ cũng có tiền đó mà họ muốn. Các bạn chưa ra thì chúng ta phải chuẩn bị về yếu tố tâm lý để chúng ta hiểu họ. Những con người đó thì yếu tố tâm lý họ là gì? Họ muốn mua ngon bổ rẻ là được rồi, dành cho những cái nhóm người mà họ chỉ đạt được mức tiêu chuẩn ăn no. Tuy nhiên khi mà cái nhóm người đó mà họ khá nhập họ thu nhập khá lên, họ phát triển hơn, thì họ đâu có tập trung vào cái chữ ăn no nữa, mà họ tập trung vào chữ ăn ngon. Vậy thì
bạn bán hàng cho những cái nhóm đó thì bạn hiểu cái tâm lý của nhóm đó. À, họ không cần nhiều nhưng mà phải ngon, chất lượng. Rồi cái nhóm gì nữa, nếu mà họ qua được cái ngưỡng ăn ngon rồi, họ phải qua tới những gì ăn sáng. À, lúc này là họ muốn ăn dịch vụ cao cấp hơn, vào năm sao rồi đó, các bạn hiểu là rồi mặt đẹp chấm chấm chấm, các bạn sẽ hiểu được yếu tố tâm lý đó. Bạn phải giỏi về lãnh đạo, ok, để các bạn phân bổ con người, đào tạo con người, ai không biết thì các bạn phải sẵn sàng làm việc để cho họ làm việc hiệu quả và xây dựng đội nhóm để giúp cho cái tổ chức chúng ta đạt được về đích. Bạn phải hiểu về dòng tiền và hiểu về tài chính. Nếu chúng ta không am hiểu lĩnh vực đó thì tại vì kinh doanh là một cuộc chơi về tiền mà. Cuối cùng kết quả của việc kinh doanh là chúng ta phải giỏi về tiền, chúng ta phải có tiền. Bạn phải am hiểu về tài chính. Bạn phải hiểu biết về công nghệ. Ngày hôm nay ra khởi nghiệp không am hiểu về công nghệ là không được. Các bạn thấy chúng ta đã đi tới nền tảng 4.0 rồi. Công nghệ 4.0 các bạn vô ra điều này, thế hệ công nghệ 4.0 rồi. Mọi thứ bây giờ là nó liên quan tới công nghệ. Những người họ giỏi về công nghệ là họ sẽ nắm được cuộc chơi. Các bạn phải biết xây dựng hệ thống, quy trình hóa, để khi bạn làm được rồi thì bạn quy trình hóa lại cho những người khác làm được, bạn thoát ra. Bạn phải giỏi về ủy quyền và giao quyền cho người khác. Các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn cần phải có trợ lý, có những người nhân viên giao quyền cho người khác, chứ không phải là chúng ta đào tắt mặt tối suốt ngày chúng ta làm, mà chúng ta phải giỏi bàn giao cho người khác. Toàn bộ những cái gì vừa rồi mình nói đó là người ta gọi là một cái nền tảng, đó là một cái móng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì các bạn phải tự review lại, bạn đang kinh doanh mà bạn đã có những cái nền móng này chưa? Ok, nếu chưa có thì nghĩa là bạn đang xây nhà trên cái gì trên cái móng, hoặc là nó không có cái móng, nó rất là dễ vỡ. Bạn nên nhớ bạn đang ra kinh doanh là bạn đang xây cho mình một cái nhà, và dĩ nhiên cái móng này chúng ta không thể xây một lượt, chúng ta từng bước vừa làm và vừa xây, vừa làm và vừa xây, và chúng ta đi theo đúng quy trình. Bước đầu tiên của khởi nghiệp đó là chúng ta dấn thân để chúng ta nắm toàn bộ những cái vừa rồi mà nói. Đào một cái móng nó mất thời gian không? Nó mất thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm tùy theo lệnh vực. Và bạn phải kiên trì để bạn đi cho đến cùng. Các bạn sẽ theo dõi mình những đoạn video tiếp theo. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi mình trên Facebook hoặc là trên YouTube. Nếu bạn xem đoạn này trên YouTube thì các bạn nhớ đăng ký. Mình sẽ chia sẻ cho bạn rất nhiều về chủ đề khởi nghiệp, về chủ đề làm chủ, về chủ đề bán hàng, về chủ đề marketing, về chủ đề online, ok, về chủ đề tài chính, để làm sao bạn kinh doanh thành công. Và mình chia sẻ đó từ những cái trải nghiệm hơn 22 năm làm kinh doanh cho tới giờ này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta sẽ gặp vào cái chương trình tiếp theo.